Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Đảng bộ xã Đa Lộc, huyện Ân Thi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Sự đại hội có hơn 300 đảng viên đang công tác sinh hoạt tại các chi bộ trong Đảng bộ xã. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đa Lộc đã đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực. Trong đó, hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới, chuyển đổi gần 100 hectare cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản trong vùng quy hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 50 triệu đồng, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Quản lý đất đai đã khoa học hơn, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, công tác xây dựng đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được coi trọng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Đa Lộc đã làm được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng gợi ý một số vấn đề đại hội tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như cần phải tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, nhất là những cây có giá trị kinh tế cao như vải trứng, bưởi, làm sao phải tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư cũng như nuôi trồng thủy sản, hình thành các hợp tác xã chuyên canh liên kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gắn với cải tạo làm mới hệ thống đường giao thông ra đồng, sẵn sàng nắm bắt thời cơ khai thác hiệu quả khi trên địa bàn xã có quốc lộ nối đường vành đai 5 đi qua, tạo thuận lợi trong giải phóng mặt bằng để đón các doanh nghiệp vào hoạt động, đồng thời quan tâm phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chủ động đào tạo nguồn nhân lực khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, lựa chọn những người có trình độ, dám nghĩ sao làm để bầu vào ban chấp hành khóa mới. Đồng thời, phân công nhiệm vụ sau đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa mục tiêu đại hội bằng các chương trình kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, quan tâm đến công tác xây dựng đảng bộ chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Để làm được cần sự đoàn kết của ban chấp hành và sự chung tay góp sức của hơn 300 đảng viên trong đảng bộ xã, làm sao vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Đa Lộc đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025.